em đang test cặp loa 450V MK Mark 2, dòng loa sản xuất tại Nhật Bản. Dòng loa này cực kỳ là hiếm các bác nhá. Và sản phẩm 450V này thì là một trong những cặp loa hay nhất trong dòng loa Bát 25 của BMW. Đấy, được bác khách ở trong Thanh Hóa, bác ở Hoàng Hóa Thanh Hóa đã chốt và chuyển tiền cho Ngọc Quang. Và bác tên là Lê Sĩ Tuấn, bác ở Cẩm Trung, Hoàng Hóa, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vâng, bác đã tin tưởng và đặt hàng bên Ngọc Quang. Như cặp 450V này, hôm nay cũng rất là lâu rồi, em lại tiếp tục lên sóng và bán chuyển đi cho các bác. Rất là tình cờ đợt này này, một lúc là hai cặp các bác nhá. Bác vào Thanh Hóa và bác Thuận về địa danh em quên mất rồi nhỉ, chỗ gì Hải Phòng nhỉ, An Lão Hải Phòng. Vâng, hai bác khách, một bác ở Hoàng Hóa Thanh Hóa, một bác ở An Lão Hải Phòng đã đặt mua cặp loa 450V MK Mark 2 này. Vâng, sản phẩm phải nói là rất là chất và hay, cặp loa cực kỳ là chất lượng các bác nhá. Đây em thử từng chiếc một này. Vâng, những cặp loa về Hải Phòng và về Thanh Hóa đã được set up các bác nhé. Vâng, em thử đại diện một cặp thôi. Trân trọng cảm ơn các bác đã tin tưởng đặt hàng. Và sau em sẽ test quả trầm này. Quả trầm này chưa cắm điện nhé, tí nữa em sẽ test riêng. Vâng, trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.